Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Udinese và Juventus ở vòng 34 Serie A. Juventus chắc chắn phải cảm ơn Lazio vì trận thắng của đội bóng thủ đô Rome trước AC Milan giúp họ không bị hất ra khỏi vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Nhưng nguy cơ bị rơi ra khỏi nhóm giành suất tham dự Champions League mùa tới thì vẫn hiện hữu với ba đấm già nếu như họ không có 3 điểm trước đội chủ nhà Udinese ở vòng đấu này. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với Juve khi tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo trở nên bất định vì anh bị cho là nguyên nhân lớn nhất khiến nhà đương kim vô địch thi đấu kém hiệu quả trong thời gian gần đây. Nhưng dù thế nào thì Ronaldo cùng các đồng đội vẫn phải tập trung tối đa để có được chiến thắng ở trận này để giải tỏa áp lực, đồng thời hy vọng có mặt ở cúp C1 châu Âu mùa sau. Ở trận này, đội chủ nhà Udinese sẽ không có sự góp mặt của một số cầu thủ trụ cột như Dolofo, Zazzalo, Nestorovski và Busetto vì chấn thương. Nhưng huấn luyện viên Gotti vẫn có những trụ cột như De Paul, Wallis hay Pereira để hy vọng gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch. Hàng công tiếp tục trở thành nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Pirlo ở trận này khi Ronaldo bị chỉ trích nặng nề, trong khi cả đội bóng cũng không có được tâm lý và trạng thái thi đấu thật sự tốt trong thời gian này. Điều đó mới thật sự ảnh hưởng tới chất lượng chơi bóng của Juventus, chứ không phải là sự thiếu vắng của một hai cầu thủ như Chiesa hay Demiral ở trận này. Trận hòa trước Fiorentina trong thế sửa đổi tỷ số đã cho thấy sự bất ổn về phong độ của Juventus. Nhưng ít nhất là ba đấm già vẫn chơi tốt hơn so với Udinese, đội đã để thua tới 3 trận trong 5 trận gần đây. Bên cạnh đó, Juventus cũng vượt trội về thành tích so với đối thủ khi thắng tới 4 trận trong 5 trận đối đầu. Tỷ lệ trận này là 1. Juventus cần phải nhanh chóng quên đi trận hòa bế tắc trước Fiorentina và tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ vị trí trong nhóm tham dự Champions League. Và trước một đối thủ cũng đang rơi tự do trên bảng xếp hạng như Udinese, bà đầm già vẫn là lựa chọn tin cậy hơn với người chơi. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 2-3/4. Ronaldo tiếp tục không ghi bàn trận thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, đối tác của anh là Morata đã chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài tới 7 trận khi chọc thủng lưới Fiorentina cuối tuần trước. Điều này có thể là tín hiệu tích cực với cá nhân tiền đạo người Tây Ban Nha cũng như giúp các đồng đội giảm bớt áp lực. Mặt khác, Udinese cũng không phải là đội bóng quá mạnh trong phòng ngự. Vì vậy, người chơi có thể chọn cửa tài trận này. Dự đoán của thể thao văn hóa Udinese Juventus 1-2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.